Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mỹ Hải. Và buổi sáng ngày hôm nay, Mỹ Hải lại tiếp tục đưa quý vị và các bạn quay trở lại thăm gia đình nhà em Chứ. Và hôm nay lên nhà em Chứ ấy, thì Mỹ Hải cũng sẽ trao phần quà của cửa hàng Thái Phương ở tổ 3 thị trấn Mèo Vạc. Vì là cửa hàng Thái Phương ở tổ 3 thị trấn Mèo Vạc ấy cũng có gửi cho Mỹ Hải là một thùng quà để mang lên cho con gia đình nhà em Chứ nhé. Đấy, vì là trong mùa hè này là cũng rất là nóng nực rồi. Thế cho nên là cửa hàng Thái Phương ấy là cũng có gửi quần áo lên mang cho gia đình nhà em Chứ. Và bây giờ ấy, Mỹ Hải cũng xin mời quý vị và các bạn hãy cùng vợ chồng Mỹ Hải lại tiếp tục một lần nữa vào thăm gia đình nhà em Chứ. Bốn vợ và ba vợ đã đi du lịch nhé quý vị. Ở phía xa xa kia là hình như là vợ của em Chứ thì cũng đang giặt thì phải quý vị ạ. Đây. Vì là ở khu vực nhà em Chứ đây ấy, thì như đợt trước là em Chứ có chia sẻ với Mỹ Hải rằng là trước là cũng chỉ dùng bằng cái khe nước ở đằng sau thôi. Nhưng mà em Chứ có chia sẻ với Mỹ Hải rằng là ở phía mà đồi bên này đấy, ở phía đồi bên này là cũng có một cái mạch nước. Thế cho nên là em Chứ ấy, ở đây thì cũng chưa có điều kiện để mua được những cái đường dây dẫn nước vào để gia đình nhà em sử dụng tại nhà. Thế cho nên là em Chứ ấy, là ở đây là trước đó cũng có những cái mạch nước ở đây đấy, có một cái khe nước ở đây. Thì vợ chồng nhà em là cũng có đến đây giặt thôi nhé. Còn cái nước uống là không phải là nước uống ở đây đấy, những cái nước đây là cũng chỉ để chăn gia súc thôi. Ở kia hình như là đúng vợ em Chứ thật em ạ. Thế đáng là cái hồ đấy ấy, mình xếp đá lên để lấy một cái mặt phẳng để rồi là mình múc nước xong rồi mình giặt thôi để nước trôi ra ngoài. Đúng rồi. Như mọi khi thì Mỹ Hải là cũng qua đường là đằng sau nhà em Chứ. Nhưng hôm nay thì Mỹ Hải lại ôn lại kỷ niệm mà trước là con đường đây là Mỹ Hải với em Nguyễn Tất Thắng ấy là cũng hay đi con đường này. Trước là trước khi là gia đình nhà em ở đây ấy thì cũng chưa được xây lên. Thế cho nên là Mỹ Hải với em Nguyễn Tất Thắng ấy là cũng hay đi con đường này để lên thăm gia đình nhà em Chứ ấy. Thì hôm nay Mỹ Hải cũng đang đi đường này nhá. Đấy, còn ở đây là những cái khe và mạch nước này. Trước ở đây là cũng có các bác là cũng đào để chuẩn bị là làm ao để nuôi cá, nhưng mà được cái là không hiểu lý do sao mà tự dưng là đang làm xong được như vậy rồi nhưng mà lại không tiến hành tiếp tục. Đấy, ở đây là cũng có những cái mạch nước như vậy này. Ở đây là nếu uống nước thì ở đây được quý vị ạ. Đây, như nhà em Chứ là cũng sẽ múc nước tận dụng lại những cái khe đây là cũng rất là sạch này. Đấy, tận dụng lại những khe này để mình múc nước mình uống cũng được. Đấy, đang chảy xuống dưới này này. Đấy, cũng có một cái mạch nước như vậy nhé. Đấy, cũng đang chảy xuống dưới này. Còn ở phía bên dưới này, nước bên dưới này là vợ chồng nhà em Chứ ở đây là nước bên dưới này là cũng chỉ là để giặt thôi. Đấy, cũng chỉ để giặt này. Đấy, nước như vậy là cũng khá là sạch này. Nếu như vậy là gia đình nhà em Chứ ấy thì cũng nhà bên kia rồi là bắt đầu là mình mang từng can nước một ấy, là mình sẽ vào vị trí đây. Vào vị trí đây để mình lấy nước đi để mình sử dụng. Đấy, cái khe đây là mình không mơ. Nước mạch như vậy nó cũng rất là sạch này. Thì cũng chịu khó múc là cũng có nước rồi. Rau gì đây em? Dâu tây á? Làm gì phải? Ở đâu? Và vẫn còn một phần quà mà của một anh xin được giấu tên ở Sài Gòn ấy. Hôm vừa rồi đây là cũng vừa gửi lên cho Mỹ Hải là 1.200.000 đồng để mang vào cho em Lử mà chân bị liệt đi phải chống bằng tay. Thì mai là Mỹ Hải lại tiếp tục là sẽ đi trao phần quà của anh xin được giấu tên ở Sài Gòn. Và vẫn còn phần quà của anh hai ở trong miền Nam ấy cũng có gửi tiền lên cho Mỹ Hải để Mỹ Hải xây nhà cho gia đình nhà ông bà rằng Chứ chơi ấy.
nhưng do khung cửa thì do cánh cửa quý vị ạ, do cánh cửa thì cũng chưa làm xong, thế cho nên là đúng ngày 29 này thì Mỹ Hải là cũng sẽ tiếp tục là sẽ vào trong gia đình nhà ông Giang Chư Chơ để lắp cánh cửa cũng như là đóng biển phần quà của anh hai ở trong miền Nam nữa là xong nhé quý vị. Đâu em bảo cây dâu tây ở đâu? Đấy. Em dẫm vào á. Đâu? Đây làm gì phải dâu tây, không phải. Không phải. Không phải đâu, đi đi. Em của cây dâu tây đấy. Em của cây dâu tây à? Ừ. Ở phía xa kia là bố của em chứ đang cây thì phải này. Phải không? Hay là gia đình nhà em chứ là hôm nay làm nương? Vì là cũng có quý cô bác anh chị ấy cũng có gọi điện cho Mỹ Hải. Sau Mỹ Hải lúc nào là cũng chỉ mang quà lên cho gia đình nhà em chứ. Thì qua đây thì Mỹ Hải cũng xin nói luôn rằng là những cái phần quà của quý Mạnh Thường Quân có gửi cho Mỹ Hải ấy, là quý Mạnh Thường Quân đã chỉ định rồi nhé quý vị, chứ không phải là Mỹ Hải là thích nhà nào là Mỹ Hải mang lên cho ấy. Giống như cửa hàng Thái Phương ở đây cũng vậy, cũng sắp xếp và lựa được những bộ quần áo cho các cháu nhỏ ấy, thì cũng có đưa cho Mỹ Hải rằng là cũng có nói và cũng có xem những cái thước phim ngắn của Mỹ Hải ấy. Thì thành ra là cửa hàng Thái Phương là cũng chỉ định luôn rằng là những cái phần quà đây là sẽ mang trực tiếp lên cho gia đình em chứ ở đây, chứ không phải là Mỹ Hải là lại tự ý rằng là Mỹ Hải mang đi cho nhé quý vị nhé. Vì là quý Mạnh Thường Quân gửi cho nhà nào thì Mỹ Hải là sẽ đi trao cho gia đình nhà đấy. Vì là thi thoảng ấy mới có một vị nói là em muốn trao cho nhà thì em cứ trao đấy, còn lại là hầu như là đều bảo là em cho nhà này cái này, mua cái này, mua mì tôm hay mua cái gì đấy, hay là mua gì đấy, chứ không phải là theo ý mình. Đúng rồi đấy. Nhiều vị không biết là nhiều vị lại tưởng là mình sao mình lại cứ hay mang đi cho nhà này lại không mang cho nhà kia. Đúng rồi. Tại vì là nó cũng như là cái lộc ấy mà. Chính xác. Đến nhà này có lộc thì quý vị xem rồi quý vị bảo thôi. Vợ chồng em đi cho gia đình nhà chú bốn vợ chẳng hạn thì mình chỉ biết mang đi thôi. Chứ bây giờ mà có phải theo ý mình đâu. Theo ý mình thì lại tốt quá mình. Ôi quả mâm xôi. Lâu lắm. Ôi chín rồi. Quả mâm xôi trên này chín rồi em ạ. Chắc phải 1 năm rồi. Năm hơn 1 năm mà chưa vào nhà em chứ. Ôi những cái quả này này. Đấy, ôn lại kỷ niệm ngày xưa. Đấy, thời còn rất là nhỏ này, thời chăn trâu này. Đấy, có những quả mâm xôi như vậy nhá, cũng rất là ngon này. Đây. Ngày xưa em cũng hay ăn quả này lắm. Em nhớ là chị gái em ấy rất là thương em. Nên là cứ buổi sáng sớm là chị đi hái những quả này. Một âu cái nắp phích ấy. Dạ. Sẽ có cái nắp phích đấy. Rồi. Là một nắp phích về để cho em làm đồ ăn sáng. À, chuồn. Không, ngon lắm. Ngon á. Vâng. Đây, không. Đầy này. Ui, xài chỉ chít. 2-30 năm mà chưa được ăn. Hôm nay em phải ăn. Đợi em ăn cho nó đủ đã. Đủ quá. Đây trên này cũng rất là nhiều này. Ui, xài lắm. Nhưng mà những cái chùm trên này là cũng chưa chín này. Đây có những quả đã chín rồi nhá. Ui rất là ngon này. Đấy, vàng óng ánh. Mỹ Hải cũng mời quý vị và các bạn nhé. Đang trên đường vào nhà em chứ rồi, nhưng mà được cái là đã có quả ăn rồi. À, anh tưởng chua nhưng mà không chua, ngon nhỉ. Ngon mà. Đáng nhẽ là có những quả màu tím kia cơ. Quả đấy mới ngọt, quả đấy to. Quả màu tím đấy ngon lắm. Ăn như vậy là phải hái được một nắm ở trong tay cơ. Xong là thả hết vào mồm ấy. Ăn mình to á. Đúng rồi. Ừ, khá là ngon. Thôi được rồi, đi. Hay là em chứ lại để những quả này cho cho các cháu để nó chín hẳn đã. Nhưng mà quả này mà không hái chín mà không hái là nó cũng rụng đấy anh ạ. À đấy à? Vâng. Thôi được rồi, để đây đi, để tí lớp mình chốc lớp mình ra mình hái cho con em chứ cũng được.
đây. Ui khá ngon nhỉ. Quả mâm xôi. Thấy anh thích ăn cả nắm ấy, cho anh ăn này. Thôi. Nhường cho em ấy. Vậy thôi, đi thôi. À, nãy sau là mình không biết là giúp vợ em chữ là gùi luôn cái quẩy tấu quần áo kia. Hay là chưa giặt xong? Chưa giặt tóc. Ôi giời ơi. Trước là cái ngôi nhà nhỏ nhỏ đây này, cái lều đây. Lều đây là của phó xóm ở trong mặt thôn của em chữ ở đây. Là trước là cũng con đường ở đây nhá. Thì chắc là bác phó xóm ở đây là cũng phó thôn đấy quý vị ạ. Là chắc là cũng trước là cũng chuẩn bị là để mở trang trại và nuôi chuyên gà lông xước cũng như là gà đen ở đây. Nhưng là giờ là bác lại không xuống đây ở và cũng không nuôi nữa rồi đấy, lại để bỏ hoang như vậy đấy, cũng rất là tiếc và cũng rất là phí này. Đấy, có cả những cái tấm bờ lô mới như vậy với lại là chỉnh được xung quanh như vậy á, và cao giáo như vậy á. Thì như Mỹ Hải thường đi vào thôn bản á, là để lại những cái ngôi nhà như vậy là cũng rất là tiếc này. Là đã được một hộ gia đình ở trong này rồi đấy. Có nhiều nhà là cũng không được đẹp như này đấy anh ạ. Thế. À, xe máy. À, đây rồi. Em chữ là trồng được lê rồi. Đây này. Đây quý vị các bạn ạ. Em chữ là đã trồng được lê ở phía đằng sau nhà hết rồi nhé. Đấy, chắc là em đi lấy giống đó về em trồng rồi. Đây. Ui, em chữ là công nhận là mắt tay. Trồng cây nào sống cây đấy. Rất là mắt tay. Đường rộng này phải trồng nhiều loại hoa quả. Đúng rồi. Con này đỡ phải đi mua. Con đỡ phải đi mua thật đấy chứ. Em chú ơi. Ở nhà không? Đang làm gì? Đang nhà thôi à? Rồi. Trước mình lên trồng đấy anh ấy. Ủa? Chóng vào đây này. Ơi. Đó, ra quả rồi đấy. Chuối này ra quả rồi đây này. Em chú ơi. Mừng chưa? Ấy, khá là nhanh. 2-3 tháng nữa được quả rồi à? 2-3 tháng. Đấy, đã có buồng đầu tiên. Đấy, đã có buồng đầu tiên mà cho gia đình em chú đây rồi nhá. Như đợt trước lên đây trồng thì là nghĩ rằng là sẽ không thể là phát triển được. Nhưng là ở đây là phát triển rất là tốt. Cũng đã có một buồng chuối đầu tiên ra trái như vậy rồi. Đi, đi vào nhà đi. Cũng khá là nắng đấy nha. Hôm nay ở nhà hay là đi làm gì về em? Nắng ở nhà thôi à? Đấy, như hôm trước là mình có dặn em chứ ấy, rằng là sẽ lấy gạch vào đây mình quây những cái bột đá của mình ở đây để tránh những cái cây lá hoặc là đá to, đá hộc lấn vào, để mai mốt là sẽ tận dụng là xem là mình xây bể thì mình sẽ có bột đá nhá. Vì là gùi được một cái chuyến bột đá mà từ trên đường xuống ấy quý vị ạ, là cũng rất là xa, thế cho nên là phải quay vào như vậy là cũng rất là tốt này. Đấy. Em à, đưa phần quà đấy là cho em chứ này. Đây là quần áo của quần áo của gửi lên cho gia đình nhà em nhá. Cửa hàng Thái Phương ở tổ 3 thị trấn Mèo Vạc là có gửi cho em. Đấy, có gửi cho em quần áo như vậy. Có một cái áo người lớn là của em. Và có áo nhỏ ấy, là của các cháu. Đấy, cửa hàng Thái Phương ở tổ 3 thị trấn Mèo Vạc của mình ấy. Nhá. Rồi. Đấy, cầm vào đi, cầm vào xuống này. Mang cho các cháu. Để rồi là mùa hè thì cũng nóng rồi. Để mang cho các cháu được mặc. Đấy, ở trên này thì cũng không có dây phơi. Thế cho nên là gia đình nhà em chứ ở đây là cũng chỉ phơi mỗi lần mà giặt về là cũng chỉ phơi ở những cái hàng rào đá như vậy quý vị này. Đấy, phơi lên như vậy để cho khô nhanh. Đấy, nhà cửa rất là gọn gàng, sạch sẽ rồi. Đấy. Ui, vào đến trong nhà là mát hẳn nha. Ở ngoài nóng lắm. Nó trên điểm em.
5 tháng rồi đấy nha. Đấy, cháu bé. Bé được 10 tháng, trong bụng được 5 tháng rồi. Trong bụng 5 tháng rồi. Đây còn các cháu đâu rồi? Đấy, lấy kẹo đây này. Cho cháu bé cầm kẹo ngậm chơi. Con chim bồ câu là nở chưa? Nở rồi. Nở rồi. Sao biết bay nữa rồi? Đấy, đâu? Nhìn thấy chưa, có tàu. Đấy, thấy chưa? Nhanh không mà. Đây quý vị và các bạn ạ. Cái đôi mà đợt trước là mình có mua vào cho gia đình em Trứ là cái đôi này nhé. Đấy, đôi chim bồ câu già. Còn ở trên quỷ tấu trên kia của quý vị ạ. Đấy, là cũng đã nở rồi nhé. Theo như em Trứ còn chia sẻ với Mỹ Hải rằng là cũng sắp biết bay rồi. Để Mỹ Hải cũng sẽ zoom cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đấy, có một đôi ở đây này quý vị này. Thấy chưa? Đấy, khá là nhanh vì là bồ câu đấy thì theo như Mỹ Hải được biết rằng là cứ mỗi một tháng là nở được một lứa như vậy là cũng rất là nhanh. Thế cho nên là đàn kia là cũng chuẩn bị bay rồi. Đấy, hai con trên là cũng chuẩn bị bay rồi. Thế cho nên là hai con này là cũng chuẩn bị là lại tiếp tục đẻ và ấp. Đấy, khá là nhanh quý vị ạ. Đấy, bồ câu là theo như Mỹ Hải nghĩ rằng là bồ câu đây là nuôi đây thì như nhà em Trứ đây một mình đây là nuôi bồ câu đây thì cũng khá là phát triển sẽ rất là nhanh. Đấy, chúc mừng gia đình nhà em. Đấy, như đợt trước là em ước mơ rằng là cũng chỉ muốn là có mấy con chim bồ câu để em nuôi ở đây ấy. Vì là cơ bản là gia đình nhà em ở đây cũng có đầy đủ ngô. Đấy, thế cho nên là cũng bồ câu ở đây là cũng rất là phát triển rất là tốt đấy. Như đợt trước mua vào đây thì quý cô bác anh chị ấy cũng có bác gọi điện cho Mỹ Hải rằng là Mỹ Hải là mua chim bồ câu đây là hai con trống. Nhưng xin thưa rằng là Mỹ Hải vào tận trong nhà mà Mỹ Hải mua chim bồ câu thì bồ câu đây là một đôi nhá. Đấy, thế cho nên là giờ là bác coi lại thước phim của Mỹ Hải mà hôm nay lên đây rồi là nở được như vậy là cũng rất là mong bác thông cảm cho Mỹ Hải. Đấy, bác cũng có gọi điện cho Mỹ Hải rằng là bồ câu đây sao lại là Mỹ Hải mua hai con trống. Nhưng bồ câu đây không phải là trống nhá quý vị nhá. Đấy là một đôi có trống và có mái đây này quý vị này. Đấy, hai con như vậy. Đấy, có bác gọi điện cho Mỹ Hải sao Mỹ Hải lại không biết xem và mua ấy. Thế cho nên là Mỹ Hải cũng vào tận trong nhà mà bắt thì chắc là vùng cao đây thì không ai dám lừa mình. Đấy, trừ khi là mình ra chợ thì cũng không thể biết được. Nhưng mà được cái là bồ câu đây là mình mua là mua theo từng đôi ở trong nhà. Đấy, giờ cũng đã nở như vậy rồi. Thì là cũng rất mong muốn là bác vừa rồi đây là có gọi điện cho Mỹ Hải ấy, rằng là bảo hai con trống. Nhưng là không phải nhé quý vị nhé. Như đặt trước thì Mỹ Hải cũng có vào quay đây rồi. Đấy, vào quay đây thì đôi này là cũng đang đẻ. Thế cho nên là bác ý cũng có nói rằng là sao lại không thấy chim bồ câu hay là mổ ăn rồi. Nhưng mà xin thưa quý vị rằng là bồ câu đây thì phát triển rất là tốt rồi. Đấy, chúc mừng gia đình nhà em Trứ. Hai đôi bồ câu kia là được bao nhiêu ngày rồi em Trứ? Không nhớ tay nữa đâu. Khoảng 2-3 tuần. Được 2-3 tuần rồi á? Thế là hai, thế là đôi kia là lại chuẩn bị đẻ tiếp rồi đấy. 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 Không có cục tấu. Không có cục tấu rồi treo lại một cái cục tấu. Treo thêm một cái củi tấu nữa đi. Đấy. Sau là phát triển như thế nó mới nhanh. Đấy. Bồ câu này nhanh không đâu mà. Một tháng một đôi. Đấy, cứ một tháng một đôi. Sao em biết? Trước nuôi rồi đúng không? Trước nuôi ở nhà cũ, nuôi bình thường. Trước nuôi ở nhà cũ là nuôi bình thường à? Rồi, thế cứ phải phát triển như thế, nó mới nhanh, đúng không? Thế thì nuôi khoảng 100 đôi thì... 100 đôi thì là lại sợ là lại đi bới cây ngô không? Đấy, lúc đấy là bồ câu đây thì mình chỉ nuôi thôi. Bồ câu này rất là đắt chứ. Bồ câu đây là mỗi một đôi là bình thường là như ở ngoài huyện mình đây là 120.000. Chứ bồ câu đó không biết bớ. Chỉ biết bay đàn ông ảnh kia, không biết bớ. Bớ chứ, cho ăn không đầy đủ là bới ấy. Trồng giống như là mình trồng cái cây lanh ấy kìa, là chứ bồ câu là đi là cũng đi ăn luôn đấy. Gia đình là trưa nay ăn cơm gì chưa? Vừa ăn sáng không? Vừa ăn sáng không? Ây da, đây này. Bây giờ là 10 giờ 20 rồi, nhưng mà được cái là giờ mới ăn sáng rồi á. Đáng nhiên là ăn sáng là ăn sớm vào chứ. Hôm nay là ăn cái món gì? Mèn mén à? Vẫn là món huyền thoại đúng không? Đấy, mèn mén. Có canh rau gì không em? À, canh rau đây. Đấy, mùa này là mình ở trên này ấy, là mình thoải mái rau mình ăn rồi nha. Đấy, mùa này là rau trên mình là mình thoải mái mình ăn rồi. Đấy, vào trong nhà mát hẳn nha. Còn không thì đi... đứng ở ngoài nắng thật. Đấy, nóng như này ấy, em đổi lại cái bàn đây này, em đổi lại cái bàn gỗ đây.
đặt bếp ga, không để lấy cái bàn gỗ đây, lau sạch đi xong là lấy cái những cái ghế nhựa mà trước anh mua lên kia kìa. Đấy, giờ cũng có khách đến này, đặt ấm nước vào đấy, đúng không? Đun ấm nước nguội vào đấy cũng được. Vấn đề là mình đun chè xanh ấy, mình uống. Đúng không? Có khách có khứa đến là ngồi là được uống chén nước chè. Có nước không? Có là không đun luôn. Có nhưng mà không đun à? Thế là bây giờ là đi lấy nước là lấy, có phải là lấy cái khe tiếp dưới mà nãy vợ em là đi giặt kia không hả em chứ? Không. Bên kia mới chưa. Nhưng mà cái mày chia sạch mà. Cái mày vẫn sạch. Rồi thấy cái bể của nó giặt ống nó hợp bình quá. Đâu cái khe ở bên trên mà nước đấy, lúc từ cái mạch xuống ấy. Đấy đấy. Chứ mình không lấy cái dưới ao to kia đâu nhá. Cái mạch trên thôi. Đấy, ở dưới là bẩn lắm. Ở dưới là mình chỉ để giặt và chăn gà lợn thôi. Thì là được. Ôi, bồ câu này em phải cho ăn ngô chứ. Em lại cho... Ngô nó không ăn. Ngô không ăn á? Ô, làm gì? Đây. Có con này, ăn cá này. À... đấy trước là có bác bảo là hai con này lúc anh mua lên cho em rồi bảo là hai con này là hai con trống. Chắc không biết á, biết chứ. Yeah. Giống là giống bồ câu này là bồ câu gần như là lai Pháp. Đấy. Phải không? Giống này giống to. Bồ câu tím này rất là to này. Nhanh thôi mà. Ui, đàn gà kia là nhiều thế nhỉ? Bao nhiêu con? 11 con à? Đấy, chuồng trại mà lúc nào cũng khô ráo như vậy nhá. Lúc nào mình nuôi cái gì ấy, con gì cũng đều phát triển em ạ. Đấy, nuôi con nào được con đấy luôn. Đấy, ngan phát triển rất là tốt. Ngan kia đã đẻ chưa? Đã ủ trứng ở dưới này. À, đang ấp trứng à? Ấp bao nhiêu quả? Không đếm. Cũng không đếm á? Vâng. Đáng nhớ là phải đếm xem là được bao nhiêu quả chứ. Là mình mới biết chứ. Thế là bây giờ là cái tét nước trên là mình còn không? Còn một ít. Còn một ít à? Thế là bây giờ mình lên, bây giờ là mình đi lấy nước uống là lấy ở đâu? À, vẫn còn một ít đây. Ở đâu? À, trong cái téc á? À? À, trong cái téc còn một ít à? Rồi. Ấy, còn những cái cây cỏ đây là hai vợ chồng em đi lấy ở đâu về? Đấy là tí ra xa mới đi kia. À, để mình mang về làm chất đốt đấy đúng không? Đấy, vợ chồng em cũng rất là chăm chỉ nhé. Đấy, rất là chăm chỉ này, không giống như ở các khu khác như ở trong thôn gia đình nhà ông Giàng Chữ Trơ thì cũng không có cây cối gì. Đấy, xung quanh là toàn là đá thôi, như khu vực gia đình nhà em Chữ đây này là không có cây cối nhé. Thế cho nên là đi mỗi lần đi làm nương ấy, thì là cũng chịu khó là đi phát những cái cành cây nhỏ như vậy để mình về là mình mang về làm chất đốt. Đấy, lại không phải đun bằng những cái cây ngô giống như ở nơi khác. Đấy, ở địa hình địa thế ở nhà em Chưa đây là cũng có nhiều cây hơn. Đấy, giờ là mấy Hải cũng sẽ ra đằng vườn đây xem nào là những cái cây đào đây là cho ra quả to hẳn chưa. Ui, khá là sai. Như thước phim trước của mình lên đây thì những cái cây đào đấy, quả đào đấy còn đang rất là nhỏ. Đấy, đào là sai chưa? Đấy, đào khá là sai. Cái quả đào đây quý vị ạ. Cái quả đào đây là cũng rơi tầm khoảng 2 tuần, 3 tuần nữa là mình ăn được rồi. Đấy, khá là sai. Gia đình nhà em nó cũng có cả những cái xe rùa ở đây. Chắc là em đang làm việc gì thì em mới để xe rùa ở đây nhá. Đấy, nhà cửa khá là gọn gàng. Mỗi lần lên là thấy gia đình nhà em chứ là cũng có từng bước đột phá và phát triển lên như vậy là Mỹ Hải cũng rất là mừng nhá. Đấy, rất là mừng cho gia đình nhà em Chưa ở đây. Ước gì được đấy, ước mong muốn là con nuôi được bồ câu thì mua được bồ câu lên cho như vậy rồi. Phát triển tốt lên như vậy là Mỹ Hải cũng rất là mừng rồi. Đấy, đôi đầu tiên là cũng đã được đẻ và cũng đã được lớn như vậy rồi. Đấy, mai mốt là đôi này lại tiếp tục đẻ tiếp là gia đình nhà em nó cũng đầy chim bồ câu để mỗi lần là gia đình em ấy là cũng cải thiện mà cũng mang đi bán một đôi hai đôi thì cũng đã đủ mua mong muốn bị chính rồi. Đấy, còn ở phía bên kia là các bác là cũng đang cày nương này. Đấy, 10 giờ rồi trời nắng nóng như vậy mà các bác vẫn phải làm thâu trưa nhé quý vị nhé.
Đấy, các bác đây đang cày. Đấy, toàn đá là đá như vậy thôi, nhưng bắt buộc nó vẫn phải cày để trong quá trình mình vun ngô đợt 1 ấy, để cho thuận tiện thôi nhé. Đấy, khu vực nhà em Chứ thì như các thước phim đầu của mình đã quay cho quý vị và các bạn cùng xem rồi. Địa hình, địa thế rất là đẹp này. Đấy, ngay trước cửa chính gia đình nhà em là mở cửa ra, đây là cũng nhìn thấy đường quốc lộ 4C kia thôi. Đấy, trải dài ra như vậy. Được, vườn đây rất là rộng. Đấy, em không có nuôi được những con quế lâm như vậy. Đấy, nuôi chơi để hót ra cho buổi sáng. Đấy, nhìn đôi chim bồ câu kia, mình nhìn đi nhìn về như Mỹ Hải cũng rất là thích nhé. Đấy, được như vậy rất là thích, rất là chúc mừng. Còn em Chứ thì Mỹ Hải nãy là cũng vừa dặn em rằng là để cái bàn đây, để tí nữa là nếu mà lúc nào mùa hè rồi cũng rất là nóng nực, thế cho nên là lúc mỗi lần mà có khách đến ấy là cũng sẽ được ngồi uống nước, thế cho nên là em Chứ đang đun nước để mời Mỹ Hải uống nhá. Đun ít thôi em ạ, đun ít thôi, uống chén thôi. Đấy, mình có cái phích như này, mỗi lần mà mình nấu cơm xong ấy là mình đặt luôn ấm nước lên đấy, rồi là mình xong là mình sẽ đổ vào phích đây xong là mình sẽ có nước dùng ngay mà. Đấy, khá là gọn gàng. Như đợt trước là mình lên đây thì mình có dặn em ấy rằng là thôi thì là mình sẽ để lại những cái nồi niêu xong chảo của mình là sẽ để một vị trí ở trong này cũng khá là gọn. Đấy, rất là gọn. Ui, xong mua nhiều muối chứ em? Muối kìa. Hôm chủ nhật vừa mua là 5 gói. Mua 5 gói á? Ờ. À. Một nồi rửa mua nhiều. Đủ ăn lâu một tí. À, mua nhiều như vậy là để mình đủ được ăn lâu à? Còn vợ Mỹ Hải thì cũng đang tâm sự cùng vợ của em Chứ đây. Cũng rất là lâu rồi, vợ Mỹ Hải thì cũng chưa lên thăm gia đình em Chứ ở trên này. Thế là đâm ra là hai chị em ở đây thì cũng đang tâm sự. Đấy, còn bình thường đây thì vợ Mỹ Hải thì cũng rất là lâu, không lên tâm sự rồi. Lâu quá rồi, thấy em cũng đang than là vì muốn đẻ một thằng để nối dõi tông đường. Đẻ, muốn đẻ con trai gì? Đấy, thì cố đẻ, thật ra là cũng mệt lắm. À. Đấy, nói chuyện đàn bà ấy mà. Đấy, những cái câu chuyện này là mỗi khi là anh lên đây là anh chỉ lên thăm gia đình nhà em cũng như là trao quà của Quý Mạnh Thường Quân xong là anh về luôn thôi. Đấy, còn chuyện chị em thì có nghĩa là lẽ nào anh lại người nam giới anh đi hỏi những câu chuyện này nó rất là khó. Em này cũng rất là ít tuổi mà, em rất là ít tuổi mà kiểu đẻ nhiều ấy, con đứa này nữa là thứ 6 rồi. Đứa này là thứ 6 rồi á? Và thấy cũng sạm luôn rồi. À. Cái người cũng sạm hẳn vào, đẻ vất vả. Cũng chỉ muốn có con trai nối dõi tông đường là chịu thôi. Bây giờ đứa... Nhưng mà lần này là liệu có được con trai không đấy em Chứ? Đó. Liệu lần này là có phải con trai không đấy? Đi khám chưa? Siêu âm bảo là chưa biết, bác sĩ nó bảo chưa biết. 5 tháng rồi mà. Siêu âm bảo chưa biết á, 5 tháng là biết rồi. Chị biết là người rồi, chưa biết là trai hay là gái. À, chưa biết là trai hay là gái à? Nếu mà đợt này là lại tiếp tục, nếu như mà vô tình là con gái tiếp là có đẻ tiếp nữa không? Đẻ nhớ. Đẻ ôi rồi, đẻ như thế là sau này khổ cho mình đấy, vất vả lắm em ạ. Đúng không? Nghĩ ra là một con trai. À, thế thì khó rồi. Em ạ, xã hội bây giờ là không cứ phải là trai hay là gái, bình đẳng rồi. Mình là mình đẻ là đẻ nhiều là chỉ khổ cho mình thôi chứ không khổ cho ai cả. Vì là mình lo cái miệng ăn của mình ấy còn chưa đủ thì mình lại còn phải lo tới tất cả các con nữa, rất là khổ. Thôi trai hay gái thì thôi, gái thì là thôi thì đợt này thôi nha. Thôi cố gắng thôi. Hay là cứ vẫn phải là cứ phải có một con trai nối dõi tông đường. Thế Chứ đang bảo vẫn phải có đấy. Không có một con trai này. Không có một con trai là không được à? Có nói con gái mình chả. À, thế thì mình nếu như mình muốn có con trai thì mình nhận nuôi. Vì là mình vào thôn bản kia cả, đầy hộ mà có con trai ấy mà các hộ gia đình là ăn được không đủ no, áo không đủ mặc, nhận nuôi không được mà có gì đâu. Không nuôi nhưng mà mình vẫn đẻ được à?
Không, không nói thế được chứ, đẻ nhiều quá là sẽ khổ cho mình chứ em. Thì em đang nói bây giờ là cứ mới một buổi sáng nhá, bây giờ là bình quân như gia đình nhà em chứ đây thôi. Thôi thì mình ở cách thị trấn thì cũng không xa lắm đúng không? Thế cho đâm ra là mình hiểu rồi. Ôi, cứ mới buổi sáng mà ở khu vực nhà mình thôi đúng không? Nhưng con mình mà mới buổi sáng đi học là cũng phải là bây giờ thằng cả nhà mình là cứ phải 20.000 rồi. Thì em đang bảo với vợ em chứ bảo là chị đẻ hai người thôi mà chị đã sợ lắm rồi mà em lại sắp đẻ tận 6 đứa rồi đấy. Thế kém chị một giáp. Bảo em bảo là cũng mệt lắm, thằng đang chửa này ngén lắm ấy. À. Rất là mệt. Đó, lúc nào thấy hoa mắt chóng mặt không muốn đẻ đâu, nhưng mà chồng cứ muốn là đẻ một thằng để con trai, nhưng mà không con trai là không được. Đấy, trước là có rồi nhưng mà chỉ mất tội là cũng do mình một phần. Đúng rồi. Do mình một phần vì là cái thứ nhất là mình trình độ học vấn của mình là cũng thấp. Thế cho nên là cũng không ra bệnh viện. Đấy, đáng nhẽ là lúc đẻ như vậy là mình phải đau như nào là mình phải ra viện. Ở đây là đẻ như đợt trước là em chưa đã kể rằng là thôi thì mình đẻ ở nhà. Đấy, trực tiếp là đấy nguy hiểm cho cả mẹ cả con. Thế đấy, tí là hai chị em tâm sự đi, hai chị em tâm sự xong là xem như nào để rồi là có đi siêu âm tiếp thì là mình sẽ lên đây, em hai sẽ đưa trực tiếp là vợ em chứ đây đi siêu âm. Vâng, em thì em cũng đang bảo thế đấy, em bảo là xuống dưới thị trấn mà siêu âm. Thế em bảo em siêu âm trên xã nên là cũng không biết là trai hay gái. À, thì các cô chú ở đấy không nói rồi. Em chứ đang pha được chè ở đây rồi. Giờ là em chứ cũng đang lấy chén đi rửa thì phải quý vị ạ. Đấy, cứ mỗi lần ra ngoài rất là nóng nhá. À, rửa chén à? Lần sau là mình rửa xong là mình úp vào trong chạn đấy em. Đấy, cái chạn của gia đình nhà em này. Úp là sợ trẻ con hay... Cần, không thì cho vào cứu tiêu bóng mình treo cao lên đấy. Đúng không? Mình treo cao lên là lúc đấy là mình sẽ buộc vào túi bóng là không bụi đâu, mình chỉ việc tráng thôi. Đúng là con khách đến là mình có nước uống là mình chỉ việc là đổ tráng lên thôi. Hôm qua nó mộn con giá rồi đứa nhà này đây. Mổ ăn hay là bắt đường? Bắt mùng đi cầm lên cho thả lý. À, em bắt được một con rắn ở đây. Sau này em lại mang đi cho em lía. À, uống là một chai rượu. À, thế là em mang đi xuống dưới đấy là có nghĩa là em với em lía là làm ăn à? À, đấy, thế thì bây giờ là em này, em ra anh bảo này, mai mốt là ở phía những cái vườn đây nhá, là mình đừng có để cho những cái cỏ nhá, rất là rậm rạp, đúng không? Ấy, mình phát cỏ quang đi. Ấy còn trồng ngô thì được không sao cả, nhưng mà được cái là những cái cỏ ấy ở dưới chân vườn đây này là mình phát quang đi, và đằng sau này này cũng lúc nào cũng phải sạch sẽ gọn gàng như này này thì là mới tránh rắn rết, đúng không? Trời nắng như vậy là ở trên vùng mình đây này, đá là đá như vậy nhá, là cũng có rất là nhiều rắn rết này đấy. Như hôm qua này em bắt được con rắn đấy là bao nhiêu cân? Không cân. Không cân là to khoảng một cân lên năm ba cái gì đấy. Ôi dồi ôi, thế là to đấy, bằng cái xà beng đấy á. Đấy. Ôi dồi ôi. Thế là em với em lía là em mang xuống nhà em lía là em với em lía là ăn. Đấy. À. Hai người tiếp khách một tí. À, hai người là tiếp khách một tí à? Còn những cái món đấy thì anh rất là sợ. Đấy. Anh ghê tay vì là anh nhìn thấy là anh đã sợ rồi. Đấy. Đấy. Rồi quên mất đặt luôn. Tay bóc đây là sợ quá. À, lúc đấy là tay lúc đấy là em lấy cây hay là em bắt tay bằng tay? Lấy cây để đập luôn. À. Rồi. Những cái món đấy là anh khiếp. Chẳng nán rồi, phải có. À. Thế em có ăn được con chuột rừng không? Dạ. Em có ăn được con chuột rừng không? Ăn được không có. Ăn được mà sợ không có. À, những cái món đấy thì anh nhìn thấy là anh chịu rồi. Rồi. Không cần đâu, những cái ghế nó chưa lau thì thôi em chứ ạ, không cần đâu.
ngồi tạm những cái ghế đây của em này cũng được này. Nhưng mà mai mốt là sẽ để những cái ghế kia để mình mang về mình ngồi ấy. Vì là quý mạnh thường quân đã gửi tiền lên cho mình rồi, thì là anh đã mua được cho em những cái bộ bàn ghế đấy, là mình phải lấy những cái bộ bàn ghế của quý mạnh thường quân đấy thì để ngồi ở những cái phần quà của quý mạnh thường quân. Như vậy thì quý mạnh thường quân ấy coi được những cái thước phim của anh ấy thì là quý mạnh thường quân mới mừng được, đúng không? Nếu mà em cứ không chịu là bỏ ra, em cứ để như này là mai quý mạnh thường quân lại lấy đi đấy nhá. Rồi anh cảm ơn. Mấy hôm nay nắng quá không đi làm được vì nhà. Rồi bây giờ khoảng 4 giờ 5 giờ đi phải đi trong lợn. Rồi như mình ở trên này này, thời tiết bây giờ cũng khá là nắng nóng rồi. Thì mình phải biết cách sắp xếp công việc. Tờ mờ sáng thôi, rơi vào tầm khoảng 5 rưỡi là mình đi làm đi. Mình đi làm xong là được tầm khoảng 9 giờ là mình về rồi. Là lúc thời tiết là nắng quá thì lúc đấy mình được nghỉ, đúng không? Đấy, như còn không thì như đợt trước là mình cũng đi làm ấy, thậm chí là 8 giờ mình mới đi. Nhưng mà mình làm thâu trưa 12, trời nắng trưa. Đấy, trời nắng chang chang như vậy. Trời nắng chang chang như vậy xong là mình vẫn không biết đi về mà mình vẫn cứ phải là phơi nắng như vậy để mình làm thâu trưa, như vậy là mình rất là vất, đúng không? Đấy, mình làm khoa học hơn. Tầm khoảng 5 giờ 5 rưỡi ấy, mùa này là cũng sáng rất là sớm rồi. 5 giờ 5 rưỡi là lúc đấy mình đã ra đến đồng rồi, ra đến nương rồi. Tầm khoảng 9 giờ thế là mình đã về. Lúc đấy trời nắng đến đỉnh đầu mình là mình đã về nhà rồi, đúng không? Là mình được nghỉ trưa. Đấy, là mình được nghỉ mát rồi. Thấy người cả cái đỏ mắt của mình ơi ôi mồ hôi. Giống như là vừa rượu tắm xong về. Rồi. Để tí là hỏi tí ở đây à, để tí. Em ơi. Em chữ gọi em uống nước kìa. Hỏi tí. Đấy, uống nước đi em. Đấy, nay lên trao phần quà của cửa hàng Thái Phương ở tổ 3 thị trấn Mèo Vạc cho gia đình nhà em Trứ ở đây ấy. Em uống nước. Lên đây thì em Trứ nó cũng có pha được chè như vậy và mời vợ chồng Mỹ Hải để uống nước. Qua đây thì Mỹ Hải cũng xin mời quý vị và các bạn hãy cùng uống nước cùng Mỹ Hải tại gia đình nhà em Trứ ở đây nhá. Mình có cái ca ấy em ạ. Vì là mùa này nóng rồi, mình có cái ca thì mình pha chè như này cũng được. Đấy, nhưng mà mình pha chè là mình chỉ pha ít thôi, đủ uống trong một ngày thôi, để đối thiêu, đúng không? Thôi cá lúc nào mình uống nước nguội ấy, cũng sẽ dễ hơn. Đấy, vì là khu vực mình đây là đa số là mình ăn cơm xong là mình lúc nào cũng có một nồi canh nhạt. Làm bát canh nhạt là xong. Đấy, ở khu vực đây là chưa có điện, đúng không? Cũng chỉ dùng bằng đèn năng lượng thôi. Nếu mà có điện ấy thì có một cái quạt đó là sẽ là ngôi nhà của gia đình em. Là chưa kéo điện à? Chưa. Kéo điện là phải tít trên điểm trường xuống. Từ trên nhà điểm trường xuống là ít ra cũng phải chục triệu đó. 10 triệu đó, tầm 10 triệu đủ. 10 triệu đấy. Tầm khoảng 10 triệu là gia đình nhà em đây là sẽ có đường điện. Có máy sắt ngô, là mình sắt ngô chứ không phải lại đi lấy từng bao mà đi sắt một lần ở tít trên ủy ban, đúng không? Đi đi về. Đấy, không có điện. Nhà cũng có một cái máy sắt. À nhà cũng có một cái máy sắt đúng không? Vâng. Rồi. Mua là lâu. Rồi. 3-4 năm. Rồi. Đấy, vì là mai mốt thôi cố gắng mình phát triển kinh tế lên. Mai mốt là mình có tiền rồi là mình sẽ kéo đường điện sau. Một năm mà chị không lên thế em Chứ là gầy đi sao ấy? Đâu vẫn thế. Rồi với anh thế. Vẫn thế. Vẫn thế à? Vẫn thế. Nhanh nhẹn hơn. Chăm chỉ hơn. Biết cách phát triển kinh tế hơn rồi. Anh mừng mỗi em là em trồng cây nào sống cây đấy thôi. Nãy đi qua đằng sau nhà kia kìa. Lê sống rất là tốt. Nhà em vườn rộng này, trồng lê, trồng ổi, trồng các loại quả. Con cái nhiều con nữa. Rồi. Cái gì nhiều con thì đỡ phải mua. Đấy, chịu khó bị phát triển kinh tế lên. Trồng cái ăn đổi cuộn. Đúng rồi. Cái nào cũng trồng hết. Trồng có quả thì là mình đỡ phải là mình bỏ tiền ra đi mua quả cho các con cái mình. Đến mùa vụ là mình cứ chỉ việc hái cho con cái mình thôi. Đúng không? Mà thậm chí là mình trồng được nhiều quá thì mình ăn không hết thì mình sẽ hái ra. Không cần phải là mình ra ngoài chợ đâu mà. Ra ngay chỗ đường quốc lộ ở bên kia kìa. Đúng không? Mình ngồi đấy mình bán. Đấy, bê lấy một cái bàn nhựa thôi hoặc là cái bàn đây. Đúng không? Cho vào một cái rổ. Mình mang một cái bàn, một cái ghế đó mình ra ngồi ở ngoài đường. Thế là khách du lịch qua là cứ nhìn thấy có hoa quả là đúng địa phương mình trên này là đó. Đúng không? Thế là mình lại có tiền. Đấy.
đúng chưa? Đấy, mình phát triển lên như vậy. Giả dụ là phát triển nuôi gà đấy cũng vậy này. Đấy, chịu khó chăn nuôi tốt thì mai mốt là mình thiếu mắm muối mì chính thì là mình lại bán được con gà đi, thì là mình lại có tiền đi mua mắm muối mì chính về đấy, mua được hộp sữa cho con và mua được bộ quần áo cho con, các con chơi Tết đấy, mua được đôi giày đôi dép. Đơn giản thôi, nuôi khoảng 100 con gà mái thì mỗi ngày kiểu gì nó cũng cho được 30-40 quả. Thì mỗi một quả mình lại đem đi bán thì tất nhiên mình lại trang trải được cuộc sống và mình lại có kinh tế. Đấy, còn bây giờ là kinh tế là đầu vào kiểu gì cơ. Đấy. Chưa có tiền để đi mua nhiều như thế, đúng không? Ở đây vườn rất là rộng này, nuôi 100-200 con gà mái là chuyện bình thường. Đúng rồi, thoải mái, chỗ này rộng lắm. Rộng như thế này mình nuôi... Là mua là... mấy con vịt mình nuôi. Lại thích nuôi vịt á? Nuôi vịt thì phải có nước. Vịt là phải có nước, mình nuôi cạn như này là rất là mùi. Nó ăn thịt nó không ngon đâu. Vịt là phải có nước. Với lại là vịt này á ăn ác lắm. Tát má. Vịt này á trước gia đình anh nuôi rồi, vịt ăn rất là ác. Không giống như gà với ngan. Ngan này ăn bình thường nhá, vịt ăn rất là ác. Vịt cứ vừa đi một tí là lại quay về là lại ăn rồi. Đấy. Chịu khó trồng củ cải ấy. Củ cải ấy rất là nhiều canxi. Mình cho củ cải gà ăn, thế là gà lại đẻ cho rất nhiều trứng. Đúng rồi. Đấy, mà mình cứ bình quân nuôi 100 con thì kiểu gì ngày cũng được 30-40 quả. Thì mình lại bỏ ra 10 quả đi mua ngô về cho nó ăn. Đấy. Thế là mình lại được đấy 20-30 quả. Đúng không? Nhà vườn rộng này nuôi gà tốt. Chị cũng thích nuôi gà, nuôi chim câu, nuôi chim cút. Đấy. Không, chim câu là đẻ rồi. Đấy, rất là nhanh. Được ăn là mình có liền, không phải đi ra ngoài mua. Đúng rồi. Vừa sau này mà đến xem nào, vợ em là, bây giờ là 5 tháng rồi, 4 tháng nữa. Ui, 4 tháng là lại được 8 con, 8 đôi chim một câu rồi. Thế là mai mốt là vợ đẻ ra là không phải là bỏ tiền ra đi mua trứng, mua thịt về rồi. Tức là mình đã đỡ đi phần nào. Đúng không? Là cứ mỗi một ngày là mổ một con một câu thôi, đúng không? Là đã đủ cả trong vòng một ngày mình rồi. Đấy, vì là đồng bào mình trên này là ăn uống cũng rất là tiết kiệm, đúng không? Đúng rồi, đồng bào mình á, trong tháng á, mổ một con gà là phải đun đi đun lại ăn một tuần, hai tuần. Đấy, để chỉ ăn mỗi tí canh gà đấy thôi. Mùa đông thì đấy còn được, chứ nếu mùa hè như vậy là đun đi đun về là hỏng hết đấy, cứ hỏng là mình phải bỏ đi ăn. Các chị thấy là ở trong bản là người ta cứ ăn thế cả tuần đấy. Đấy. Vài tháng thế là hai con em đi học là trưa nay là có đón về không hay là ăn cơm ở trường luôn? Ăn cơm ở trường luôn à? Ba giờ mới đi đón về à? Rồi. Với lại là em Trứ ơi, nước thì cũng đã uống rồi. Đấy, có lẽ là anh chị cũng tranh thủ lên trao phần quà cho gia đình nhà em để mang một ít quần áo cho các con em thôi nhá. Em giờ cảm ơn anh giúp cầm lấy áo cho em. Rồi, không có gì. Đấy, cảm ơn cửa hàng Thái Phương. Cảm ơn. Đấy, ở tổ 3 thị trấn Mèo Vạc là cũng có gửi trực tiếp cho em, thì qua đấy thì cửa hàng Thái Phương thì cũng có gửi lên cho anh để anh mang lên cho gia đình nhà em thôi nhá. Rồi, không có gì. Thế rồi bây giờ là anh đi về luôn đấy nhá em Trứ nhá. Đấy, ở nhà là cũng chịu khó này, quét nhà cửa gọn gàng như vậy là anh lên bất chợt như vậy là anh cũng rất là mừng rồi. Đấy, nhà cửa sạch sẽ như vậy là anh rất là mừng nhá. Thôi thì hai vợ chồng ở nhà đi, ở nhà xong là chiều. Đấy, chiều mát mát rồi thì vợ chồng em là sẽ đi lấy cỏ về chăn lợn nhá. Đấy, chịu khó nhá em nhá. Rồi, anh về luôn đây nhá. Rồi. Nhớ nhá, để mẹ nhá, một chê nhá. Tao lo. Đấy quý vị các bạn ạ, qua đây thì mình cũng vừa chào vợ của em Trứ đây, rằng là vợ chồng mình cũng sẽ ra về. Thế cho nên là vợ của em Trứ đây thì cũng có nói với Mỹ Hải rằng là cũng trưa rồi, nên là gia đình nhà em Trứ thì cũng định là giữ chân lại vợ chồng mình để ăn cơm ở đây. Nhưng vợ chồng mình thì cũng có nói rằng là nhà thì cũng rất là gần đây thôi. Thế cho nên là hẹn khi khác là vợ chồng mình cũng sẽ lên đây ăn cơm. Lợn là còn bao nhiêu con? Lợn là còn bao nhiêu con? Lại đẻ tiếp rồi á? Hay là như nào? À, vẫn chưa đẻ đúng không? Ui, sắp đẻ rồi phải không? Khoảng mười mấy ngày nữa à? Thế thì cố gắng nhá. Đẻ là mình phải chịu khó, là mình dậy ra mình xem nhá.
Đấy, mình phải cố gắng. Lúc đấy nó là làm ban bật đèn. Có đèn pin không nhìn thấy sáng. Rồi, nhá, cố gắng đấy, mình phải xem nhá, đừng có giống như đợt trước là đẻ như vậy là rất là tiếc và phí này. Đấy, như đợt trước là bò cũng vậy này, mình phải chịu khó mình xem nhá. Rồi, anh đi về luôn đây, em ơi. Nhá, chào em nhá. Anh đi nhá. Rồi rồi, chào em nhá. Đấy, ngô nhà em chứ đây là cũng đang chuẩn bị là vun ngô đợt 1 là cũng chuẩn bị được rồi. Đấy, như đợt trước là lên đây thì cũng có nhìn thấy hai bố con của em chứ ấy, nó cũng đang cày. Đấy, cũng toàn đá là đá thôi. Đấy, trồng cũng mọc rất là tốt này. Đấy, như cây ngô là mọc rất là tốt này. Đấy, cũng chuẩn bị được vun rồi. Đấy, có lẽ là trong vòng buổi sáng nay thì Mỹ Hải cũng cấp tốc lên thăm gia đình em chứ cũng như là trao phần quà của cửa hàng Thái Phương ở tổ 3 thị trấn Mèo Vạc cho gia đình nhà em đấy. Có lẽ là bây giờ là Mỹ Hải cũng đã trao xong phần quà của cửa hàng Thái Phương ở tổ 3 thị trấn Mèo Vạc. Có lẽ là bây giờ là vợ chồng Mỹ Hải lại tiếp tục là cũng sẽ ra về. Mỹ Hải là cũng xin kết thúc video của Mỹ Hải tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của Mỹ Hải nhé. Đấy, xe Mỹ Hải là để ở tít bên đường bên kia quý vị ạ. Đấy, để rất là xa. Vì là đường đây đi lại là cũng rất là xấu. Thế cho nên là đi lại đây thì cũng không thể đi lại được. Thế cho nên là Mỹ Hải cũng để xe bên kia mà cũng chỉ đi bộ thôi. Đây này, toàn đá là đá như vậy. Nhưng mà trồng ngô rất là tốt nhé. Ôi, nhìn hoa đấy đẹp chưa? Quả gì ấy? Quả này cũng hay ăn mái. Quả này á? Quả này cũng... Như nào? Quả gì em quên mất tên rồi. À. Đấy, ông cũng đi lấy mật này. Nhưng cái thước phim hài của Mỹ Hải với em Nguyễn Tất Thắng ấy, thì cũng đã từng đóng ở vị trí đây. Đấy, vì là những cái thước phim đấy là Mỹ Hải vẫn còn nhớ rằng là em chứ thì cũng có báo cáo này. Đấy, có báo cáo Mỹ Hải rằng là lợn cũng đã đẻ và ngô thì cũng đã trồng được rồi. Đấy, những cái thước phim là trước là em Nguyễn Tất Thắng quay Mỹ Hải với em chứ là ở ngay cái mỏm đá bên này. Đấy, ngôi nhà của em chứ đây này, ở trong những cái thung lũng như vậy cũng rất là đẹp nhá. Đây gọi là một mình một vương quốc ấy. Đây, một mình một vương quốc. Đấy, hai bên là toàn là đồi núi này. Nhổ cái gì đấy? Đã. Em nhổ gì? Nhổ cái cỏ vanh này chính là cái sông hơi cả. Người nó... em mất giọng rồi này. À, mất giọng là phải sông hơi bằng cái cây cỏ vanh này á? Thì lấy một ít lá bưởi, ít lá tre. Lá, cây cỏ vanh này, nào cũng đi qua đây thì lấy tiện đây luôn. Tiện đây luôn đúng không? Ở khu vực nhà em chứ đấy đầy mà, đầy cây cỏ vanh như vậy mà. Mình đi qua đây lấy luôn một ít về chiều đun một nồi nước này xong xơi cái người nó ốm ốm khó chịu.
Hái ít thế thôi à? Dạ. Em hái ít thế thôi à? Lấy thêm lá nọ lá kia đó mày. Rồi rồi. Mỗi thứ một ít thôi. Ôi dồi, mệt. Khá xa đấy nhỉ. Ôi dồi. Đi qua cả một cái thung lũng ấy. Thế tới nhà em chứ.